Hello, mến chào anh em ha. Hôm nay có mấy nghệ nhân trẻ làm cây bonsai lượng lực rất vui cùng anh em nha. Cây này 50 hoành, cúc thọ hương nha anh em. Mai này mai ghép nha. Mình nẹp dây rút về rút nha anh em. Cái này chắc trên 50, cao cả 8 tấc, tàn ngang 1 mét. Cái này Tết năm nay là cho em tỏa sáng nha. Đây là hai gương mặt tiêu biểu nghệ nhân trẻ nè, chưa vợ. Còn đây cũng một nghệ nhân trẻ nữa nhưng mà tước lá. Anh em thấy lộ mày ghét không anh em? Đây là cây siêu bông mình lại nha. Cái đó là gì? Siêu bông Sài Gòn. Đây này là siêu bông Sài Gòn nha anh em. Đây là chơi lùng lực không ha. Cây này Tết năm nay là đón Tết được nha anh em. Gốc già lên là tầm tắc là có cái cành này ha. Năm nay cho lên Sài Gòn phải không? Cái này năm nay lên Sài Gòn hả em trai? Chuẩn bị đi Sài Gòn. Chuẩn bị lên xe về nhà chỗ mới. Cái đó lật lá lại nhìn sạch cây biết không? Cây mùa nắng nó bị sốc không nhiệt á, lá nó cháy cháy. Quay sơ lược qua vườn mai ghép cho anh em xem nghe anh em. Đây, góc này là rất là to nha anh em. Ồ, cái này rất là quýt nè. Anh thấy không? Cái này năm mấy 60 hoành nha. Lùng lực. Tàn ngang 8 tấc, chiều cao cả 8 tấc. Quá đẹp, này là siêu bông mình lại nha anh em. Những cái lá màu bạc này là không có phải là mai bệnh nha anh em. Này là trong để trong mát trong nhà rồi phòng mùa nắng á. Khiên ra sân nó bị sốc nhiệt cho nên nó bị cháy cháy lá này thôi. Chứ cây này rất là sập, đi tược rất là ngon. Cây này là cúc thờ hương nè. Đây, siêu bông mình lại luôn nha. Cây này là giảm nhung. Cây này cũng rất là gắt nè nè. Mày ghép không? Cây này lá rất là đẹp đầu mùa. Đây số cây còn đang dưỡng trong đây nghe nè. Cây này mình khép mình mới vô dây nghe anh em. Này 66 mấy hoành nè. Anh em thấy không? Tầm con gan ha, tầm 30 cm. Siêu bông mình lại luôn nha. Mới vô dây, nứt dây đầu tiên. Cây bệ đế là khó che nha. Cây này mới whip nha anh em. Là chơi trồng đẹp không nha. Đây, bạch tiên, đôn. Cây này rất là whip nè anh em ơi. Thấy không chưa? Cái này bồ đế rất là tuyệt vời nha anh em. Cái này mình cũng mới ghép một lượt với cái này luôn nha anh em. Bạn là chơi chậu viết không anh em à. Bồ đế nữa nè. Này là mới vô dây đỡ thôi chứ chưa có vô dây ha. Thiệt thòi nha anh em. Mình dìu mấy cái cành đó cho nó gió nó đừng tách á. Cái này còn dưỡng ở trong nhà nha. Đây, nó dưỡng trong nhà. Đây, tiếp tục một cây nữa nha anh em. Cái này tầm 50 nha. Mình cái này mình mới vô dây cái sạc đây. Đây.
Nhiều dây bẻ luôn nghe anh em. Còn cây này mới có vô dưỡng thôi chứ chưa bẻ. Này cũng siêu bông bình lợi, này ghép hoàn toàn siêu bông bình lợi hết. Còn đây một số cây nữa nè. Cái cục cục thôi ha. Bạn này chơi còn là những cái cây lùng lực không nha. Để có cái sân mai này cũng bỏ rất là nhiều công sức nha anh em. Anh thấy không? Nó to to mà chỉ cành nè. Còn những cây nhỏ nhỏ này mai sửa rễ nha. Hai nghệ nhân trẻ này là miệt mài công việc nha. Trai tân. Có chị nào mà thấy ok thì làm mai lụm luôn cũng được. Thôi mình chia sẻ góp vui anh em tới đây mình tạm dừng ha. Chào tạm biệt anh em. Chúc anh em một ngày mới an lành và hạnh phúc nha.